Rồi, hello cả nhà. Thì đây tại lò mổ 732 Hương Lộ 3 Bình Long. Đang có hai mẹ con nè, hả? Đang có hai mẹ con bé này nè. Đó. Có ai cứu không? Có ai cứu mẹ con của con không? Hả? Có ai cứu mẹ con của con không? Đã kêu nè cô chú ơi. Đang. Đây là con mẹ nha các cô chú. Đây là con. Hả? Con đang kêu hả? Trời, con đang cầu cứu nè cô chú ơi. Đó. Con đen nó khôn không, nó cầu cứu. Đây là có hai mẹ con. Ê, để con mua đồ lại, em quay luôn coi chị. Chị ơi, để con mua đồ lên em quay luôn coi. Và đây có bé mua đồ nè. Thì không biết là có bị ai bị trộm không ha. Bé đang rất là sợ và đang tìm chủ nè. Đây là chỗ mua bán chó mèo nha cô chú. Nè, đau chân hay gì rồi? Đen ơi, gấu ơi. Nè, chờ con bú nữa kìa. Trời ơi, cái mặt gì mà con bú. Con bú hả? Tay đâu? Ơi, cứu hả? Cứu mẹ con hả? Đây kêu cứu nè cô chú. Cứu mẹ con đi cô chú ơi. Tay đâu? Đưa tay cầu cứu đi, cầu cứu cho mẹ con đi. Cưng ghê không? Bé này là 2.500.000. Đang 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 đang